Câu chuyện trồng cây. Ở ven hồ nước có một triền đất rộng, cỏ mọc xanh mướt. Nơi đây có ba người bạn chơi rất thân với nhau, là vịt, gà và ngỗng. Nhà ba bạn ở gần nhau, nằm cạnh ba khu vườn nhỏ xinh xắn. Vào một buổi sáng, trời trong xanh mát rượi, ba người bạn, vịt, gà, ngỗng đứng nói chuyện với nhau. Vịt mở đầu câu chuyện. Này hai cậu, tớ nghe bác Cú nói năm nay mùa đông đến sớm và sẽ kéo dài hơn bình thường. Chúng mình sẽ phải dự trữ nhiều thức ăn để chống chọi với mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Nghe bạn nói, gà gật gù đồng ý. Vậy từ giờ chúng mình phải lo làm vườn để thu hoạch và dự trữ cho mùa đông rồi. Ngỗng có vẻ không quan tâm lắm. Nó nói với hai người bạn của mình. Tớ thấy không cần phải lo quá. Ngoài bờ hồ vẫn có nhiều thức ăn mà. Có cả nhiều rau củ mọc sẵn ngoài ấy nữa. Vịt sốt sắng nói. Khi mùa đông đến, trời sẽ rất lạnh. Và lúc ấy sẽ không có gì để ăn cả đâu. Mà theo lời bác Cú, mùa đông năm nay sẽ rất dài. Ngỗng trầm ngâm suy nghĩ. Nó nói, cậu nói cũng có lý, vậy tớ sẽ làm vườn cùng các cậu. Thế là ba người bạn thống nhất với nhau trồng đậu để thu hoạch và dự trữ cho mùa đông. Mỗi bạn tự trồng trên khu vườn của mình. Vịt nhanh nhẹn xới đất trong vườn. Nó cẩn thận tỉ mỉ cuốc từng hàng nối tiếp nhau để không bỏ sót một khoảng đất trống nào trong khu vườn của mình. Cuốc xong, nó dùng cào cào cho tơi đều những tảng đất đã được cuốc xới lên. Sau đó, nó vuông đất thành từng luống cho ngay hàng thẳng lối. Rồi tưới đều nước cho khu vườn của mình. Cuối cùng, nó gieo hạt giống lên những luống đất đã được vun xới cẩn thận. Về phần gà, nó cũng làm tơi đất, nhưng lại có phần vội vàng hơn. Nó dùng cành cây nhỏ dùi xuống đất tạo thành lỗ và bỏ hạt giống vào. Nhìn sang vườn của vịt, thấy mọi thứ đều tươm tất, gà nói, vịt ơi, vườn của cậu ngay hàng thẳng lối, đất tươi xốp mịn màng, chắc là cây sẽ lớn nhanh lắm. Vịt trả lời, cảm ơn cậu, phải làm kỹ càng thì cây mới tươi tốt được cậu ạ. Nghe thế, gà cũng ra sức chăm bón cho khu vườn của mình. Hàng ngày, gà đều đặn ra vườn tưới nước. Nhổ cỏ dại, bắt sâu cho cây. Nó hy vọng sớm đến ngày được thu hoạch đậu. Trong
Trong khi các bạn mình mải mê với công việc làm vườn, gieo hạt, chăm bón, thì ngỗng vẫn mãi miết rong chơi ngoài hồ nước. Khu vườn của ngỗng trơ trọi, cỏ dại mọc đầy, đất đá ngổn ngang. Thấy vậy, vịt liền khuyên bạn. Ngỗng ơi, cậu làm vườn và trồng đậu đi, để còn kịp thu hoạch và dự trữ cho mùa đông sắp tới nữa. Ngỗng dửng dưng. Không sao đâu vịt, còn sớm chán. Tớ chỉ cần xới ít đất lên, đổ hạt giống xuống là sẽ có đậu thu hoạch ngay mà, lo gì. Như lời ngỗng nói, nó chỉ đào qua loa mấy hố đất nhỏ. Rồi ném từng nắm hạt giống xuống, lấp đất phủ lên. Rồi tưới nước nhòe nhoẹt chỗ khô chỗ ướt. Một thời gian sau, nhờ sự chăm sóc tưới tắm kỹ càng, những cây đậu trong vườn nhà vịt mọc lên xanh mướt, đều tăm tắp. Những bông hoa đầu tiên đã chớm nở. Vườn của gà, cây cũng đã mọc cao, nhưng không được đều và tươi tốt như vườn nhà vịt. Còn vườn nhà ngỗng, chỉ có loe ngoe mấy bụi cây mọc lên, cây cao cây thấp, xiêu xiêu vẹo vẹo. Sau bao ngày chờ mong, cuối cùng cũng đã đến lúc các bạn thu hoạch đậu. Vịt hái được 3 bao đậu to. Gà hái được 2 bao. Về phần ngỗng, vườn đậu của nó chỉ có mấy cây ra quả và chỉ thu hoạch được một ít đậu mà thôi. Và rồi mùa đông cũng đã ùn ùn kéo đến. Trời lạnh giá, cây cối héo khô, ngoài bờ hồ gió thổi rét mướt. Trong nhà, thức ăn cũng đã cạn sạch. Ngỗng thấy đói quá, nhưng giờ chẳng còn gì để ăn cả. Nó hối hận vì đã lười nhác, không bỏ công bỏ sức khi làm vườn, để đến bây giờ phải chịu cảnh đói. Nó nói với vịt, gà. Tớ rất hối hận vì đã không nghe lời khuyên của các cậu. Tớ thật chủ quan khi nghĩ rằng mùa đông còn lâu mới đến. Đã vậy, tớ còn mãi rong chơi, chẳng để tâm đến việc làm vườn. Giờ tớ chẳng còn gì để ăn, làm sao để qua được mùa đông khắc nghiệt này đây? Chắc tớ sẽ chết đói mất. Gà và vịt thấy ngỗng phải chịu cảnh đói thì rất thương. Hai bạn cùng nhau chia sẻ một phần đậu của mình cho ngỗng, giúp ngỗng qua được mùa đông giá rét. Vịt nói, tớ nghĩ cậu cũng đã tự rút ra được bài học cho riêng mình rồi. Miễn là chăm chỉ, kiên trì, kỹ lưỡng thì chúng mình sẽ không sợ đói đâu cậu ạ. Ngỗng hiểu ra, nó cảm ơn bạn. Và thế là ba người bạn đã cùng nhau vượt qua mùa đông khắc nghiệt ấy.